And Đồng bào Úc, chúng ta sắp đạt đến rồi. Hãy đặt cuộc hẹn chích vaccine của bạn tại trang mạng australia.gov.au được chính phủ Úc tại camera ủy quyền. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, tình hình lây lan dịch bệnh tại Úc được cho là khá ổn định với chủng Delta, nhưng với chủng mới Omicron thì hãy còn quá sớm để đưa ra nhận định. Trong khi đó thì sinh hoạt kinh tế và chính trị tại Úc trong ngày hôm qua cũng rất nhộn nhịp khi mà tổng nhà thống kê ABS công bố sự giảm hạ 1.9% GDP trong quý 3, còn tại Canberra thì đã có 3 bộ trưởng tuyên bố rời khỏi chính trường. Chính phủ đã đệ trình một vài dự luật và đã bị thất bại hoặc thành công tùy vào sự ủng hộ của đối lập. Sau đây là tóm lược tình hình lây lan dịch bệnh tại Úc ngày hôm qua. New South Wales đã có 6 ca nhiễm với chủng biến thể Omicron và 251 ca nhiễm với chủng Delta nhưng không có người tử vong. Victoria không có ca nhiễm với biến chủng Omicron, nhưng đã có 1.127 ca nhiễm chủng Delta trong cộng đồng và 6 người tử vong. Trong khi đó, thì lãnh thổ Bắc Úc vẫn chỉ có một ca nhiễm với chủng biến thể Omicron, nhưng đã có 3 ca nhiễm mới với chủng Delta. Trong khi lãnh thổ ACT thì cũng đã có 6 ca nhiễm với chủng Delta. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021. hoạt kinh tế, tổng sản lượng nội địa GDP tại Úc giảm nhẹ hơn so với dự phóng. Ngày hôm qua, Tổng nhà thống kê ABS đã phổ biến dữ kiện về tổng sản lượng nội địa GDP của Úc trong quý 3, tức là từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, tùy vào quan điểm chính trị nên chính phủ và đối lập đã có hai cách nhìn khác nhau. Về phía chính phủ thì đây là một kết quả tương đối nhẹ nhàng vì GDP đã không giảm hạ ở mức cao độ như dự phóng, tức là chỉ co cụm trong khi trước đó thì nhiều kinh tế gia đã dự phóng là GDP trong quý bạc của Úc có thể bị co cụm ở mức 2.7%. Tuy nhiên, đảng lao động đối lập thì đã nhìn từ một góc cạnh khác và coi sự co cụm 1.9% là sự thất bại của chính phủ mà nguyên nhân chính là những thất bại trong kế hoạch phòng chống đại dịch nên dẫn đến những thất bại về mặt kinh tế. Ngoài ra, Đảng Lao động còn lập luận rằng nước Úc là quốc gia đã phát triển nhưng nền kinh tế lại bị co cụm trong khi các nước phát triển khác thì nền kinh tế đã có sự gia tăng trong đại dịch. Tất nhiên, về mặt lý thuyết thì đây chỉ là một sự giảm sụt trong một quý và nếu nước Úc phục hồi được nền kinh tế trong quý 4, tức là 3 tháng sau cùng của năm nay, thì nước Úc sẽ có thể tránh được tình trạng suy thoái kinh tế, tức là recession. Điều này quan trọng cho chính phủ, đặc biệt là trong việc soạn thảo ngân sách cho năm tài chính 2022-2023, dự trù sẽ được công bố vào ngày thứ Ba, 19 tháng 3 năm 2022, tức là trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang. Về sự giảm hạ trong quý 3 với 1.9%, thì ai cũng có thể biết được lý do là vì hai tiểu bang lớn nhất là New South Wales và Victoria đã bị phong tỏa Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg không hề đổ lỗi cho New South Wales và Victoria mà chỉ viện dẫn đại dịch COVID-19 là thủ phạm. Tất nhiên, phát ngôn viên ngân khố của Đảng Lao động Đối lập, dân biểu Jim Chalmers đã không chấp nhận lập luận này và nói rằng tình trạng phong tỏa tại New South Wales cũng như tại Victoria là hậu quả của sự thất bại về chính sách phòng chống đại dịch COVID-19 dẫn đến sự giảm sụt về kinh tế. Về mặt chi tiết thì trong quý bà, chi tiêu của cư dân Úc đã giảm 4.8% bởi lý do là New South Wales, Victoria và lãnh thổ ACT đã bị phong tỏa. Ngược lại vì cư dân không thể chi tiêu như thường lệ nên tổng số tiền tiết kiệm của các gia cư đã gia tăng 19.8%. Tuy vậy giới công thương kỹ nghệ tin rằng nền kinh tế Úc châu có thể phục hồi trong quý 4, nhưng vào thời điểm này thì chúng ta chưa biết được hậu quả của dịch bệnh do biến chủng Omicron gây ra đó là một ẩn số và cũng là câu hỏi rất lớn. Một viên chức cao cấp của tổng nhà thống kê ABS, ông Alex Katcher nói rằng những tiểu bang và lãnh thổ còn lại đã đóng góp phần nào đối với hậu quả tiêu cực mà New South Wales, Victoria và ACT đã gây ra vì tình trạng phong tỏa. Bằng chứng cụ thể là chi tiêu của các gia đình tại New South Wales, Victoria và ACT đã giảm 8,4% trong khi tại các tiểu bang và lãnh thổ còn lại thì chi tiêu của các gia đình lại gia tăng 0.7%. Ngoài ra thì trong sinh hoạt của nền kinh tế, thặng dư trong ngành ngoại thương cũng như chi tiêu trong lĩnh vực công cũng đã ảnh hưởng đến sự lên xuống của tổng sản lượng nội địa GDP. Mặc dù đã bị co cụm 1.9% trong quý 3, nhưng tầm vóc nền kinh tế GDP của Úc vẫn đạt được mức 3.9% nhiều hơn tầm vóc của GDP so với quý 3 của năm 2020. Chúng ta còn nhớ rằng nền kinh tế GDP của Úc đã bị co cụm 6.9% trong quý 2 của năm 2020. Với sự co cụm 1.9% thì các kinh tế gia cũng như chính trị gia vẫn có thể lập luận với hai quan điểm khác nhau. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là sự vận hành của nền kinh tế Úc sẽ như thế nào trong 3 tháng sau cùng của năm nay, 2021. Sinh hoạt chính trị Chính phủ thất bại với dự luật căn cước cử trí Tại Úc, mỗi khi chúng ta đi bỏ phiếu, dù là ở cấp hành chính địa phương hay cấp tiểu bang và kể cả bầu cử cấp liên bang, thông thường chúng ta không cần phải xuất trình những bằng chứng về lý lịch của mình. Đôi khi, chúng ta sử dụng bằng lái xe để nhân viên có thể dễ dàng tìm thấy thông tin của cử tri. Nhưng một cách chính thức thì đó không phải là sự đòi hỏi của luật pháp. Tuy vậy, chính phủ Morrison đang muốn cải tiến vấn đề này bằng cách đưa ra một dự luật để bắt buộc cử tri phải xuất trình căn cước khi đi bầu phiếu. Tuy nhiên, nỗ lực của chính phủ có vẻ thừa thái bởi lý do đơn giản là việc gian lận bầu cử tại Úc, theo nghĩa là một người có thể đi bầu hai lần là rất thấp, chỉ ở mức 0.1%, và điều quan trọng hơn là chưa có ai bị truy tố về việc này. Và cũng vì lý do ấy mà Đảng Lao động đã chỉ trích chính phủ là đi tìm giải pháp cho một vấn đề không hiện hữu. Và cũng vì lý do nói trên mà chính phủ đã không huy động được sự ủng hộ của các nghị sĩ độc lập và các đảng nhỏ, trong khi một vài nghị sĩ của liên đảng thì tuyên bố sẽ không ủng hộ dự luật của chính phủ. Trong nhóm nghị sĩ này có cả nghệ sĩ Alex Antic và nghệ sĩ Jura Rennick, là hai người đã từng bỏ phiếu trắng hoặc chống đối dự luật của chính phủ trong nhiều tuần lễ qua. Về phần đảng lao động cũng như các tổ chức xã hội dân sự thì họ coi đây là hành động có tính cách kỳ thị chủng tộc bởi lý do là có thể có nhiều người thuộc nguồn gốc thổ dân không có bằng lái xe hoặc passport để chứng minh căn cước của mình. Và diễn tiến sau cùng là hôm qua thứ tư, nghị sĩ độc lập của tiểu bang Tasmania, bà Jackie Lambie, đã tuyên bố sẽ chống đối dự luật này và do đó đã tạo ra tình trạng chính phủ không có đa số, nên sau cùng chính phủ đã quyết định rút lại dự luật này. Sinh hoạt chính trị Bộ trưởng và cựu bộ trưởng sẽ từ giã chính trường vào dịp bầu cử Quốc hội Liên bang sắp tới. Ngày hôm qua, một vài nhân vật quan trọng trong chính phủ, đặc biệt là trong suốt thời gian đại dịch COVID-19, là Bộ trưởng Y tế Greg Hunt đã tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Tư pháp ông Christian Porter cũng đã tuyên bố sẽ rời bỏ chính trường. Bộ trưởng Rick Hunt là một gương mặt quen thuộc vì ông đã liên tục xuất hiện trong suốt thời gian đại dịch để trình bày chính sách của chính phủ cũng như chấn an công luận mỗi khi tình trạng dịch bệnh có những diễn tiến quan trọng và do đó việc từ giã chính trường của ông Rick Hunt là sự luyến tiếc của các đồng nghiệp trong chính phủ Morrison dân biểu Greg Hunt đã đắc cử tại đơn vị Flinders ở Victoria hồi năm 2001. Và sau 20 năm sinh hoạt nghị trường với nhiều chức vụ quan trọng, thì nay ông tuyên bố gác kiếm hồi hưu trong vài tháng sắp tới. Trong khi đó, thì cựu Bộ trưởng Tư pháp Christian Porter cũng là một ngôi sao sáng đến từ tiểu bang Tây Úc. Sau đó, ông đã chuyển đổi từ chính trị tiểu bang sang chính trị liên bang và thậm chí có lúc ông đã được coi là một chính trị già có tương lai rực rỡ và có thể có cơ may trở thành thủ tướng. Tuy nhiên, những cáo buộc về một trường hợp hiếp dâm đã xảy ra khi ông hãy còn là một thanh niên 18 tuổi. Mặc dù đây chỉ là một cáo buộc và ông chưa hề bị truy tố, nhưng cáo buộc này trong thực tế đã hủy diệt tương lai của ông, mặc dù ông đã cực lực bác bỏ mọi cáo buộc. Ông Porter đã loan báo việc từ chức này trên trang mạng xã hội Facebook và nói rằng ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tất nhiên, với kinh nghiệm và khả năng của ông Greg Hunt cũng như ông Christian Porter thì có lẽ họ sẽ bước chân vào thương trường sau khi đã rời khỏi chính trường, tương tự như những cựu bộ trưởng khác từ phía chính phủ cũng như từ đối lập. Bang giao Úc Pháp Cựu Ngoại trưởng Julie Bishop kêu gọi phổ biến hồ sơ kế hoạch tàu ngầm quy ước để cải thiện quan hệ thân hữu kể từ khi thỏa hiệp tam cường AUKUS được công bố vào ngày 16 tháng 9 vừa qua và đặc biệt là khi tình trạng bang giao căng thẳng bởi lời qua tiếng lại giữa Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Úc Morrison thì nhiều cựu chính trị gia tại Úc đã lên tiếng bình phẩm hoặc là bênh vực hoặc là chỉ trích. Tuy vậy, cựu nữ ngoại trưởng Julie Bishop đã giữ thái độ im lặng cho đến ngày hôm qua khi bà được phỏng vấn bởi một cựu bộ trưởng quốc phòng là ông Christopher Pye trên đài truyền hình Sky News. Nhân dịp này, Cựu ngoại trưởng Julie Bishop, là nữ ngoại trưởng đầu tiên tại Úc, đã chỉ trích Bộ ngoại giao Úc mà từ ngữ nguyên văn gọi là mất tích tức là missing in action, hay nói khác hơn là Bộ ngoại giao đã bất lực và im lặng trong cuộc khủng hoảng về bang giao song phương với Pháp. Tuy vậy, để có phần nào hy vọng là mối bang giao này có thể được cải thiện, bà Bishop đã thúc giục cả chính phủ Úc và chính phủ Pháp nên phổ biến tất cả những chi tiết trong thỏa hiệp giữa hai bên liên hệ đến kế hoạch đóng 12 chiếc tàu ngầm nguyên thủy bởi tập đoàn Naval của Pháp. Cho đến nay thì những chi tiết này chưa bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ việc Tổng thống Pháp Macron tố cáo Thủ tướng Úc là đã nói dối và ông Morrison tất nhiên là đã bác bỏ cáo buộc này và nói rằng chính phủ Úc có hành động phù hợp với quyền lợi quốc gia của Úc Châu. Kể từ thời điểm ấy cho đến nay thì quan hệ giữa Paris và Canberra đã bị cô động và hiện nay vẫn chưa có lối thoát. Bà Bishop nói rằng nước Pháp là một thân hữu quan trọng của nước Úc và tình trạng bế tắc này cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt cả Pháp và Úc đều có bầu cử trong vài tháng sắp tới và một vài chuyên gia tin rằng tình trạng bang giao may ra có thể được cải thiện nếu một trong hai lãnh tụ bị thất cử. Và tất nhiên, đây không phải là một viễn tưởng mà Tổng thống Macron cũng như Thủ tướng Morrison muốn nhìn thấy cho chính mình. Giao thương với Bắc Kinh, trường hợp xuất khẩu rượu vang của Úc Bang giao song phương giữa Canberra và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng kể từ tháng 5 năm 2020, sau khi Thủ tướng Morrison đề nghị mở cuộc điều tra minh bạch và độc lập về nguồn gốc virus COVID-19, thì Bắc Kinh đã lập tức có những hành động trả đũa kinh tế với hàng loạt các mặt hàng nông sản của Úc, và một trong những mặt hàng đó là rượu vang. Bắc Kinh đã gia tăng thuế ở mức rất cao và việc tăng thuế này đã ảnh hưởng đến một nền thương mại trị giá hàng tỷ đô la tại Úc. Và tất nhiên là nước Úc đã tìm thị trường thay thế và một phần nào đã thành công vì hiện nay Vương quốc Anh đã trở thành thị trường lớn nhất về mặt số lượng cũng như trị giá tài chính. Một chuyên gia trong ngành nói rằng điều lo ngại là tất cả các sản phẩm đã từng được xuất cảng sang Trung Quốc sẽ phải phân tán đi nhiều nơi mà một phần có thể đã được sử dụng tại quốc nội và do đó làm giá cả rượu vang hạ giảm rất đáng kể. Nhắc lại là vào thời cao điểm, nước Úc đã xuất cảng sang Trung Quốc một số lượng rượu trị giá 1 tỷ 260 triệu đô la, tương đương với 40% trị giá xuất cảng rượu của nước Úc trên toàn thế giới. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.